Chu Bin Đăng là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Anh tên thật Chu Đăng Thanh, sinh năm 1985 tại Buôn Mê Thuột. Dòng nhạc ballad có thể được xem là thế mạnh giúp anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Tuy nhiên, với quyết tâm không cho phép mình đóng khung mãi trong một phong cách, Chu Bin đã thử sức ở dòng nhạc EDM sôi động và được khán giả đón nhận nhiệt tình. Hiện tại, anh được biết đến là một trong những giọng ca rất được săn đón trên các sân khấu âm nhạc, đắt show biểu diễn tại các quán bar. Mỗi lần xuất hiện, Chu Bin lại mang đến những màn trình diễn sôi động, hấp dẫn, nhảy cực sung làm nóng không khí. Nam ca sĩ cho hay bản thân đã dành rất nhiều thời gian tập hát và vũ đạo mỗi ngày để có thể kết hợp hoàn hảo cả hai kỹ năng trên các sân khấu trình diễn. Nói thêm về Chu Bin, anh là con út trong nhà có ba anh em, từ một cậu bé tỉnh lẻ, không biết ước mơ thực sự là gì, Chu Bin tìm đến ca hát như một cách để thoát nghèo, song đến hiện tại, anh cho rằng đây là lựa chọn đúng đắn nhất của cuộc đời mình. Năm 4 tuổi, sau khi cha mẹ chia tay, Chu Bin sống với cha ở Nam Định và được ông dạy học võ. Thế nhưng, cha anh thường xuyên lớn tiếng, động tay với các con mỗi khi trong người có hơi men. Trước những tháng ngày buồn bã, Chu Bin khi ấy 5 tuổi, cùng anh trai 9 tuổi bàn với nhau kế hoạch tẩu thoát trở về với mẹ ở Thái Bình. Quê nội và quê ngoại cách nhau khoảng vài chục cây số, nhưng với hai đứa trẻ lúc đó thì là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh của con nhà võ, hai anh em dắt nhau đi trong đêm và gần một tuần sau đã trở về với mẹ trong sự vui mừng khôn xiết của bà. Xót con, bà giấu nhẹm hai anh em trong nhà và quyết định không trả về. Cha anh cũng qua đời không lâu sau đó vì bệnh tật. Trong một chương trình, Chu Bin nhớ lại, khi 5 tuổi, tôi nhận ra bản thân thiếu thốn tình cảm gia đình khi thấy bạn bè được ba mẹ bao bọc. Quãng thời gian thơ ấu giúp tôi có thêm nghị lực, mạnh mẽ để kiếm tiền để không nhờ cậy vào gia đình. Năm học lớp 12, trong một lần đi chơi cùng bạn, Chu Bin được bạn bè đăng ký lên hát, tiết mục được khán giả cổ vũ nhiệt liệt khiến ông chủ quán mời anh đến hát mỗi đêm với mức thù lao là 20.000 đồng trên ngày. Nhưng vì nhà xa nên khi trừ các chi phí đi lại, anh chỉ còn vỏn vẹn 10.000 đồng. Dù vậy, Chu Bin vẫn quyết không từ bỏ, bởi giờ đây ca hát đã trở thành một niềm đam mê mà anh quyết tâm theo đuổi. Học xong lớp 12, Chu Bin quyết định theo nghệ thuật khi anh nhận được lời mời của bầu show chuyên tổ chức các đoàn lô tô tỉnh. Anh kể, từ những sân khấu nhỏ, tôi hát và kiêm bán vé cho sân khấu hội chợ mỗi đêm được 50-60.000 đồng. Những năm 2003, đối với tôi số tiền đó rất lớn. Kết thúc đêm diễn, tôi thay đồ để bốc phát loa, đài cho đoàn đến một tỉnh khác, nhóm diễn ở tỉnh liên tục, kể cả những đêm 30 Tết. Với Chu Bin, những kỷ niệm từ những ngày đầu đi hát khiến anh không thấy buồn hay nản chí. Nam ca sĩ luôn cảm ơn quãng thời gian ý nghĩa đã trui rèn nên một Chu Bin mạnh mẽ của hôm nay. Sau thời gian làm việc chăm chỉ, cuộc sống của nam ca sĩ đã tốt hơn trước. Chu Bin tự hào chia sẻ bản thân đã mua được nhà, xe và chăm sóc tốt cho mẹ. Sự nghiệp đi lên, nhan sắc của Chu Bin cũng ngày càng thăng hạng. Nam ca sĩ được khen ngày càng điển trai và biết cách ăn mặc, châu chuốt cho ngoại hình. Tuy nhiên, chuyện đời tư của anh lại khá ồn ào. Cách đây không lâu, Chu Bin bị một người phụ nữ tự nhận là bạn gái cũ tố có mối quan hệ ngoài luồng trong lúc cô đang mang thai. Ngoài ra, người này còn tiết lộ nam ca sĩ không chu cấp tiền nuôi con hàng tháng và còn cầu cứu cô khi thua lỗ số tiền 500 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, Chu Bin lên tiếng khẳng định những thông tin này là không chính xác. Anh chưa bao giờ yêu cầu bạn gái cũ giúp đỡ về mặt tiền bạc khi thua lỗ. Mặc dù đã phủ nhận nhưng những ảnh hưởng Chu Bin phải đối mặt không thể chối cãi khi anh bị hủy show diễn với lý do không đủ điều kiện cho phép. Sau giai đoạn lao đao vì ồn ào tình ái, Chu Bin lại chăm chỉ đi diễn. Có thể nói, hành trình làm nghề của anh gặp phải khá nhiều chông gai, trắc trở. Nếu không đủ mạnh mẽ và đam mê, có lẽ nam ca sĩ đã không đủ sức để vượt qua và có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Nhớ bấm nút theo dõi Yêu Là Cười nhé.